棒。贝贝灯。Con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào. Wow, thật là thú vị. Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, chu 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 chu. Là bao đốm, chu 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 chu. Là bao đốm, chu 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 chu. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu 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 chu. Ngựa vằn đây, chu 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 chu. Ngựa vằn đây, chu 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 chu. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu 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 chu. Hươu cao cổ, chu 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 chu. Hươu cao cổ, chu 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 chu. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao. Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cư khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy. Là chim cong, chu 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 chu. Là chim cong, chu 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 chu. Là chim cong, chu 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 chu. Chim cong nè. Wow, trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy, thật đẹp. Là bao đom, chu 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 chu. Ngựa vằn đây, chu 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 chu. Hươu cao cổ, chu 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 chu. Chim cong nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Cùng đi tìm những âm thanh nhí nhố từ trang trại nào. Chào các bạn. Chào mừng đến với trang trại của Pinh Phong. Để mình giới thiệu những người bạn động vật nhé. Âm thanh gì thế này? Ta là sói,
kẻ phản diện lén lút nhất trong trang trại của Bình Phong đây. Ta tới đây để gây rắc rối nè. Ốc ốc cạp cạp bồ. Ôi không, tên sói lén lút đã làm xáo trộn âm thanh của các loài động vật rồi. Các bạn ơi, có thể giúp mình tìm lại âm thanh của các loài động vật được không? Các bạn giúp được hả? Cảm ơn các bạn nha. Nếu người không tìm được âm thanh của người sớm, ta sẽ ăn thịt người đó. Động vật đầu tiên của trang trại, cùng tìm ra tiếng kêu của bò nhé. Bò. Khó nghĩ quá. Phải cái này không? Đó không phải đáp án đúng rồi. Đây là tiếng của gà trống gái cho mình biết là trời đã sáng rồi. Cùng thử lại lần nữa nào. Cái này. Sai một lần nữa thì ta sẽ ăn thịt bò đó nha. Ôi không. Đây là tiếng kêu của loài khỉ. Khỉ sống ở trong rừng đó. Ta thích ăn thịt bò lắm đó. Chó sói đang tới gần kìa. Hãy mau tìm ra đáp án đúng nào. Cái này. Bò. Tìm được rồi. Bò. Bình Phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Và trên nông trại là những chú bò. Ia ia ô. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây kêu bên kia kêu vang lên muôn nơi. Bình Phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Không có tiếng kêu, người sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn của ta. Lần này ngươi không thoát được đâu. Cạp cạp. Hãy tìm tiếng kêu của heo nào. Thịt heo là ngon nhất rồi. Cứ đoán sai đi. Cẩn thận, heo ơi. Chó sói đang thèm thuồng lắm rồi. Ta phải mau tìm ra đáp án thôi. Phải,
nó đây rồi. Ôm ôm. Ồ. Đúng rồi. Ôm ôm. Ping Pong có một nông trại nè. Đói lắm rồi, Ping Pong. Không thể tin là cả hai lần ngươi đều tìm được. Lần này sẽ khó hơn nhiều đó. Âu. Bồ. Ôi không, con đắp trói rồi. Có thêm nhiều phương án để lựa chọn nữa. Được rồi các bạn, hãy mau tìm tiếng vịt kêu nha. Xem nào. Phải cái này không? Âu. Ồ, không đúng rồi. Đây là tiếng kêu của mèo con. Mau tìm ra đáp án, nếu không chó sói sẽ ăn thịt bạn vịt đó. Cùng xem nào. Cái này. Rồi sẽ là bữa ăn của ta. Ôi không. Đây chắc chắn là tiếng kêu của ngựa. Ngựa chạy rất nhanh. Bữa tối hôm nay là món vịt. Mình nên nướng nó hay nấu đây? Mà nghe là chó sói sẽ ăn thịt đàn vịt mất thôi. Nhanh lên, tìm nhanh nào. Phải đây không? Cáp, cáp. Đúng rồi. Không, bữa tối của ta. Cáp, cáp. Chú vịt E-I-I-O. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. E-I-I-O. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình tìm đúng âm thanh của các loài vật trong trang trại. Búm bô. Ốc ốc. Cáp cáp. Hẹn gặp lại lần sau nha. Tạm biệt. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away. Say that last doo 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 doo. Say that last doo doo. Đâu mất rồi, bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi.
ơi giúp mình tìm đi. Đuôi ngựa vàng dùng để phu rùi, dùng đuôi để ngồi chuột túi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình, làm sao bây giờ đây? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi, đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Đuôi công thì đẹp quá chừng, đôi con thầy đè vái chào. Ồ không, nó không phải đuôi mình, làm sao bây giờ đây? Thôi được rồi, để mình đi tìm đuôi của mình một lần nữa. Hả? À ha! Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi, đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Hò má thì dùng phổi mông, đôi cá thì dùng để bơi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình, làm sao bây giờ đây? Hả? Cùng tìm những âm thanh nhí nhố từ rừng xanh nào. Chào các bạn, các bạn đã sẵn sàng thám hiểm rừng xanh chưa nào? Các bạn nghĩ sẽ có những loài vật nào sống trong? Các bạn có nghe thấy gì không? Ôi trời, người có thể nghe tiếng chuyển động của ta sao? Ta là rắn kẻ phản diện số 1 của rừng xanh đây. Ta tới đây để ăn thịt thú rừng đây. Kẻ nào mất tiếng kêu với bùa chú của ta thì sẽ khô héo hết. Cáp cáp. Ôi không, tiếng kêu của các loài vật bị xáo trộn cả rồi. Các bạn hãy giúp mình tìm lại tiếng kêu của chúng nhé. Thật sao? Các bạn sẽ giúp mình hả? Cảm ơn. Nếu không tìm được tiếng kêu của mình thì ngươi sẽ mất hết sức mạnh đó. Ta sẽ ăn thịt ngươi chỉ trong nháy mắt thôi. Hãy mau tìm lại tiếng kêu của loài động vật đầu tiên nào, là cá sấu. Ốc ốc. Phải cái này không ta? Ôi không, vậy là sai rồi. Phải rồi, đây là tiếng kêu của bạn cừu bông mà. Ông ọc. Sai một lần nữa là ta sẽ ăn thịt cá sấu đó. Không. Ọc ọc. Ồ, đây là tiếng của heo. Ta nên nuốt cái đuôi hay cái đầu trước đây? Rắn đang tiến lại gần hơn. Nhanh nào, mau tìm đáp án đúng nào. Đây rồi. Rau. Tìm được rồi. Rau. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Rau rau, tôi là cá sấu xanh nè. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu băng lên muôn nơi. Tôi chính là cá sấu nè, sống ở trong rừng. Rau. Hiss. Người phá hỏng bữa ăn của ta. Lần này thì người đừng hòng phá rối ta nữa. Cạp cạp. Cùng tìm tiếng kêu của bạn vẹt nhé. Hi hi hi.
xin chào. Ấp 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 ấp. Phải cái này không? Ấp 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 ấp. Ôi không, các bạn, không phải đáp án đúng rồi. Ấp 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 ấp. Là tiếng kêu của các bạn ớt. Vậy phải cái này không? Hiss. Ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta sớm thôi. À, mình tìm sai rồi. Là tiếng kêu của bạn ngựa chạy rất nhanh. Ta có nên dùng lông vẹt để làm cái mũ thời trang không? Vẹt ơi, cẩn thận, rắn đang ở gần đó. Cùng xem nào. Là cái này. Xin chào. Tìm được rồi. Xin chào. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Tôi chính là vẹt nè, hãy nói câu xin chào. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là vẹt nè, sống ở trong rừng. Xin chào. Ôi không, người thông minh hơn ta tưởng đó. Lần này sẽ khó hơn cho mà xem. Miau. Ôi không, gợi ý bằng hình ảnh mất rồi. Các bạn, hãy nhớ kỹ xem đâu mới là tiếng kêu của bạn hổ nhé. Ấm bò. Khó quá đi. Có phải cái này không? À, hình như chọn sai mất rồi. Đây là tiếng kêu của khỉ. Ta phải mau tìm ra đáp án, nếu không bạn hổ sẽ bị rắn ăn thịt đó. Ồ, khó nghĩ quá đi. Cái này hay cái kia? Bò. Hiss. Ngài cả hổ cũng sẽ thất bại trước bùa chú của ta thôi. Không. Bò. Đây là tiếng kêu của bò sữa mà. Khi ăn thịt hổ xong, ta sẽ trở thành vua của rừng xanh. Rắn đang siết chặt bạn hổ kìa. Các bạn ơi, nhanh lên, nhanh lên đi. Là cái này. Tìm đúng rồi. Không, ta nói là ta sẽ là vua của rừng xanh mà. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Rõ là hồ văn sông ở trong rừng. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên này, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là hồ văn sông ở trong rừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đi tìm tiếng kêu của các loài vật cùng mình. Xin chào. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt.
Ôi, là khi con banana na na, là khi con banana na na, là khi con banana na na chui to đây. Là mẹ khi banana na na, là mẹ khi banana na na, là mẹ khi banana na na chui to đây. Là khi ba banana na na, là khi ba banana na na, là khi ba banana na na chui to đây. Ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na chui to đây. Là khi ông banana na na, là khi ông banana na na, là khi ông banana na na chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, chui banana na na, banana. Cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, ăn chuối nào. Thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chuối nào. Ping Pong sẽ đi bơi với gia đình cá mập hôm nay. Hãy theo chân Ping Pong đi xuống biển. Các bạn ơi, giúp chúng tôi! Ồ, đó là cá mập bà và cá mập ông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đêm qua, một số con khỉ cướp biển xấu xa đã đưa cá mập mẹ, cá mập bà và cá mập con vào rừng. Nếu chúng ta không giải cứu họ ngay bây giờ, gia đình tôi có thể gặp nguy hiểm lớn. Hãy cứu gia đình cá mập của chúng tôi. Ôi không, Ping Pong, các bạn ơi, hãy đi tìm gia đình cá mập trong khu rừng. Trước tiên, hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Ồ, có một cái đuôi màu hồng đang di chuyển ở đây. Đó có thể là ai? Tôi đã cố gắng bắt vài con cá, nhưng đã bỏ lỡ chúng vì bạn đó, Ping Pong. Đó là bạn chim hồng hạc. Xin lỗi. Đây có thể là cá mập mẹ. Chào Ping Pong, đây là tai của tôi. Đó là một chú voi hồng. Cá mập mẹ đâu nhỉ? À ha, mình đã tìm được cá mập mẹ. Đúng rồi, đó là tôi, cá mập mẹ. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi. Tôi nghĩ cá mập ba ở quanh đây. Bạn có thể giúp tôi tìm anh ta không? Chắc chắn rồi, hãy tìm cá mập ba ngay bây giờ. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Cá mập ba sẽ ở đâu đó quanh đây. Các bạn, mình thấy hai cái đuôi màu xanh ở đây. Cái nào là cá mập ba? Đây, hãy cùng nhau gọi cá mập ba nhé. Cá mập ba, bạn có ở đây không? Đúng rồi các bạn, bây giờ các bạn có thể giúp tôi xuống khỏi cái cây này được không? Làm thế nào chúng ta có thể giúp cá mập ba leo xuống cây nhỉ? Tôi sẽ giúp bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cá mập mẹ du 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 du, cá mập ba du 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 du, họ ngay đây du 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 du, họ ở đây. Wow! Bây giờ chúng ta sẽ tìm cá mập con nhé. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Ồ, ai đây?
Tôi là một con báo. Tôi sẽ cho bạn thấy tôi nhanh như thế nào. Wow, thật là tuyệt vời. Cá mập con có thể ở đâu? Ồ, chúng tôi đã tìm thấy cá mập con. Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt được Biên Phong. Rất tốt. Yo ho ho, tôi sẽ có một buổi tiệc lớn với bạn bè của tôi tối nay. Ồ không, có ai có thể giúp chúng tôi không? Ồ, có một cái đuôi lấp lánh ở đằng kia. Biên Phong, hãy thử kéo cái đuôi đó. Rà, cậu lại làm điều xấu xa nữa à, khỉ cướp biển. À, đó là sư tử, vua của rừng xanh. Chà, kết thúc rồi. Cảm ơn ngài sư tử rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng lo lắng, tôi thay mặt cho lũ khỉ gửi lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mắng con khỉ để nó không làm như vậy nữa. Cá mập con chu 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 chu, cá mập con chu 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 chu, bà ngày đây chu 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 chu, chu ở đây. Wow! Cá mập mẹ, cá mập ba và cá mập con, bọn họ đã trở lại biển. Làm tốt lắm mọi người ơi! Biên Phong, các bạn ơi, nhờ có các bạn mà cả gia đình chúng tôi đã trở lại biển. Cảm ơn Biên Phong, cảm ơn các bạn. Làm tốt lắm mọi người, chúng ta sẽ đi bơi, phải không? Yay, là thú vị. Wow, hãy vui vẻ nào. Wow, hãy vui vẻ nào. Anh châu rừng Tôi như những phim nào. Tôi đây là ngựa vàng.
lao nhanh qua đồng cỏ xanh. Tôi đây là ngựa vằn. Đừng gọi tôi là ngựa, tôi không phải ngựa bình thường. Tôi đây là ngựa vằn. Rồi cứ bám lấy đuôi tôi mà sao chẳng nhìn thấy tôi, bởi vì trong tôi như những viêm nang. Tôi đây là ngựa vằn. Bởi vì tôi đây là ngựa vằn. Tôi đây là ngựa vằn. Bởi vì tôi đây là ngựa vằn. Tôi đây là ngựa vằn. Ngựa vằn. Bạn phải bước đến đây làm nát sấm lẹt và qua các chiếc còi dài. Voi rất khỏe mạnh nha. Bạn ơi thật vui quá, xem chiếc voi đi nào. Ôi, chiếc còi dài làm sao. Voi hút nước là voi hoa sen đè, lấy đồ ăn bằng voi luôn nha. Bạn ơi thật vui quá, xem chiếc voi đi nào. Xem voi thôi kìa. Voi là động vật có vú lớn nhất đó nha. Yeah. Bạn ơi thật vui quá, xem chiếc voi đi nào. Voi rất khỏe mạnh nha. Bạn ơi thật vui quá, xem chiếc voi đi nào. Ôi, đôi tai thật to. Hai tay voi sẽ làm gió mát nè, nhưng sẽ xua rồi bay bay đi. Bạn ơi thật vui quá, xem chiếc voi đi nào. Xem voi thôi kìa. Chơi nào, ra đây cùng chơi nào. Mình sẽ cầm tay nhau, mình sẽ cầm tay nhau. Ta cả mua bên nhau, ta cả mua bên nhau. Cùng bước ra đây, cùng bước ra đây, cùng bước ra đây. Hey! Cô cao cao và chân dài, lũ cao cổ chính tôi đây. Cao nhất trong những loài vật trên đời, lũ cao cổ chính tôi đây. Rất yêu quay quần bên nhau, rất mê chạy đua cùng nhau. Na 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 na. Nào hát cùng với gù cao. Woohoo, yeah. Wow. Gù cao cao và chân dài, gù cao cổ chính tôi đây. Gù có lưỡi thật lên và dài, gù cao cổ chính tôi đây. Thích đi khắp miền gần xa, thích ăn thật nhiều cành lá. Na 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 na. Nào hát cùng với gù cao. Đây là hoang mạc của châu Phi. Wow, nhìn kìa, mái nhà chung của động vật hoang dã. Đây là hoang mạc diệu kỳ. Nào cùng về miền hoang vu, hươu cao cổ, ngựa vằn. Nào cùng về miền hoang vu, voi, sư tử. Nào cùng về miền hoang vu, hà mã kìa. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Sân, Linh Dương. Nào cùng về miền hoang vu, Châu Trừng, Đại Bàng. Nào cùng về miền hoang vu, Tê Giác kìa. Savannah, thiên nhiên tươi đẹp. Na 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 na, cùng về miền hoang vu nào. Na 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 na, mua cá vui cùng nhau. Hoang mạc châu Phi. Sân 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 tút tút bầm bầm lên kê. Sân 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 tút tút bầm bầm lên kê. Lên tàu thôi. Tút tút hãy lên tàu hỡi mọi người, dạo chơi học tên cùng muôn thú. Tút tút. Tút tút hãy lên tàu hỡi mọi người, xe lửa ABC thật vui nhộn. Tút tút. A. Alpaca. B. Bat. C. Chameleon. D. Dolphin. E. Elephant. F. Flamingo. G. Giraffe. H. Hedgehog. I. Impala. J. Jaguar. K. Koala. L. Lamb.
meerkat. A. Nightingale. Tút tút hãy lên tàu hỡi mọi người, dạo chơi học thêm không muốn thu. Tút 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 hãy lên tàu hỡi mọi người, sẽ lượn A B C thật vui nhộn. Tút tút. O. Ostrich. P. Panda. Q. Quail. R. Raccoon. S. Skunk. T. Turtle. U. Uriel. V. Vulture. W. Walrus. X. X-ray fish. Y. Yak. Z. Zebra. Tút tút chiếc tàu quay về rồi, và đây là chim cún. Lên tàu thôi. Tút tút chiếc tàu quay về rồi, để sao chi hành trình. Tút tút. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.